là một nữ phụ ác độc, không xuyên thư, không có hệ thống, không có vận khí. Những gì ta có được bây giờ đều do ta tự mình thức tỉnh. Hôm nay là một ngày quan trọng, là bước ngoặt trọng đại trong kiếp sống nữ phụ ác độc này của ta. Ta muốn bắt cóc nam chính mang về nhà, muốn làm mấy chuyện xếp hình với hắn. Cuối cùng nữ chính bất bình dành lại công đạo cho nam chính, kết cục nam nữ chính sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Sau đó ngũ mã phanh thay nữ phụ ác độc là ta còn chưa đủ Cuối cùng còn treo đầu ta lên tường thành 7 ngày bảy đêm Đây là cái kiểu nam nữ chính chính trực gì thế này Kết cục của nữ phụ ác độc ta đây cũng quá thảm rồi Nhưng tác giả viết như vậy Ta không có cách nào điều khiển hướng đi Chỉ có thể cắn răng cam chịu Không ngờ ta cố ý tránh nam chính Lại bắt chúng một hòa thượng Là cái loại mà trên đầu không có lấy một ngọn cỏ Ta là một vai phụ Tác giả miêu tả ta không nhiều lắm chỉ biết ta tới chỗ này cướp người Còn mang về nhốt mày ngày về đêm Ta hoài nghi nam nữ chính là đang trả đũa ta Chỉ cần đi theo tuyến chính là được Ta còn có thể lừa gạt phần chi tiết Trên xe ngựa Hòa thượng kinh ngạc nhìn ta Phật trâu trên tay như giáp đứt Đoán chừng bởi vì ta là ác nữ tiếng xấu lan xa Làm hắn hoài nghi trong sạch của mình khó mà giữ được Hắn hé miệng nhất định là muốn gọi người Sao ta có thể để cho hắn được như ý Đây là xe ngựa của ta Ta là thanh uyển công chúa được thiên tử đương triều sủng ái nhất xung quanh đều là thủ hạ của ta hắn kêu to lỡ bị người ta cho rằng ta không nhịn được làm gì hắn ở trong xe thì làm sao đấy ta đang định nói còn lừa chọc nhưng lại có vẻ không tôn trọng người ta cho lắm vậy thì trực tiếp bảo hắn cầm miệng đừng kêu nhưng đầu ta bị chập ta nhìn chằm chằm hắn hùng ác nói nhà ra hòa thượng thật sự nhà ra có điều là nhà ra một viên phật châu hòa thượng này là muốn nuốt châu tự sát mặc dù ta ác độc nhưng cũng không nghĩ sẽ hại một mạng người ta chấn an hắn Ta chỉ là ngưỡng mộ tài học của hắn Đưa hắn về tụng kinh cho ta 7 ngày Liền sẽ thả hắn đi Hòa thượng dù sao cũng là người xuất gia ăn chay niệm Phật Còn bình tĩnh hơn cả kẻ bắt cóc như ta Hắn rũ mi xuống chậm rãi nói Được Giật giống nữ tử nhà lành bị thiếu gia ác độc cướp đoạt Hòa thượng này ngoại hình không tệ Một đôi mắt đen đào hoa sống mũi cao thẳng dáng vẻ giống như một đóa hoa cao lãnh cấm dục là một hòa thượng đứng đắn mặc dù là ác nữ nhưng đó đều là tác giả áp đặt cho ta ta không muốn dẫm lên vết xe đổ ta phải làm người tốt đúng ta phải học cách đối xử tốt với người khác ta đảo mắt ánh mắt dừng trên mặt hòa thượng ta muốn khôi phục thanh danh của mình trong sách viết sau khi nam chính đánh vào hoàng cung lật đổ vị trí của phụ hoàng ta dân tình phẫn nộ ai nấy đều cầu mong công chúa tiếng xấu lan xa là ta cũng bị chém đầu hòa thượng rất bình tĩnh hắn chú ý tới ánh mắt của ta giọng nói hắn trong trèo như nước chảy róc rách thí chủ bần tăng là người xuất gia tình tự trọng ta không tự trọng ở chỗ nào chứ ta từ nhỏ đã tùy tiện nếu hắn nói ta không tự trọng ta liền cho hắn thấy ta không tự trọng như thế nào hòa thượng ngươi tên là gì bản công chúa cảm thấy ngươi rất thú vị chỉ hù dọa mà thôi ta không có hứng thú với hòa thượng bần tăng pháp hiệu tĩnh khánh hắn dừng một chút giọng nói nhỏ hơn bần tăng không có ý nguyện hoàn tục đầu ta đầy vệt đen hòa thượng này được cho một cây thang liền leo lên nóc nhà lật ngói. Vậy mà, vậy mà hắn lại dám nghĩ đến việc làm vò mã chứ. Đại sư, người sẽ ở căn phòng kia. Ta tự mình dẫn hắn đến phòng ngủ. Trong sách viết, sau khi ta đem người về thì trực tiếp ném vào trong phòng. Hơn nữa trực tiếp thoát y làm một số việc gạo nấu thành cơm. Tác giả này viết như vậy là sao? Ta đường đường là một công chúa, muốn ai mà không được. Sao lại cứ phải cường đoạt nam chính? Trên đời này cũng không phải không còn nam nhân khác. Cho nên, Trước mặt ta chính là nam nhân khác Hòa thượng có chút không thích ứng với phòng ngủ hoa lệ này Trong đó còn có chút dụng cụ kỳ lạ Chẳng hạn như roi ra y phục linh tinh gì đó Hòa thượng dụ mắt xuống Hắn nắm chặt Phật Châu trong tay không buông Hắn đợi một lúc mới hỏi Thí chủ còn chưa đi sao? Hắn đang thúc giục ta Nhưng ta phải đi theo tuyến truyện Nếu không quyển sách này sẽ trực tiếp xóa tên ta Ta sẽ hoàn toàn biến mất Ta lấy uy quyền của công chúa ra răn đe Đại sư, Người muốn làm gì thì làm Mọi ngày bản công chúa rất thích căn phòng này Nên thích quanh quẩn trong đây Hòa thượng vẫn luôn lãnh đạm Nhưng lúc hắn lấy đệm hương bồ ra muốn ngồi thiền Lại hoàn toàn không bình tĩnh Ta đóng cửa lại Ta phải thoát y Nên đương nhiên không thể bị người khác nhìn thấy Hòa thượng trừng lớn mắt dáng vẻ kinh hoàng như muốn nói Người đừng giảng bậy Điện hạ Nếu người thích căn phòng này Không cần để cho bần tăng ở Cho ta một phòng chứa củi là được bờ môi thường ngày niệm kinh của hòa thượng lúc này đang run lên kịch liệt hắn cầm lấy đệm hương bồ muốn đi nhưng sao ta có thể để hắn đi được bảy ngày bảy đêm trong sách cũng không phải là viết vô nghĩa nam chính từ đầu đến cuối đều bị nữ phụ ác độc cưỡng ép không thể chạy thoát nhưng cho đến cuối cùng nam chính vẫn giữ được thân trong sạch ta có thể lợi dụng điểm này các cánh cửa đều bị thị vệ của ta chặn kín hòa thượng lại còn không muốn sống mà lao ra bên ngoài điện hạ việc này không tốt cho thành danh của người Hòa thượng thường ngày thanh tâm quả dục Vậy mà một chút biểu hiện mặt đỏ tim đập cũng không có Không khỏi làm ta hoài nghi Liệu hắn có phải là một người bình thường hay không Ta cởi áo ngoài lên dừng tay Trong sách chỉ nói ta thoát y Cũng không nói là phải cởi hết Hòa thượng đã bắt đầu niệm kinh Hải mắt nhắm nghiền dáng vẻ như muốn phá cửa sổ đi ra Ta vội vàng khuyên hắn quay lại Ta hơi nóng, ngươi xem Chỉ có một cái áo ngoài mà thôi Vừa lúc nghe đại sư giảng bài dưới sự đe dọa và dụ dỗ của ta cuối cùng hòa thượng cũng mở mắt nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với ta sợ ta giống như ác lang nuốt hắn đến giường cốt cạn vã cũng không chừa Thí chủ quả thật muốn nghe ta tụng kinh hòa thượng cau mày anh tuấn cực kỳ là một người mi thanh mục tú đáng tiếc lại là hòa thượng mặt ta không đổi sắc đúng vậy bằng không ta thành đại sư tới làm gì chứ vậy những thứ kia dùng để làm gì hắn chỉ vào roi da kia hỏi đừng hỏi ta ta nào biết tác giả viết mấy thứ này để làm cái gì nhưng để làm hòa thượng an tâm ta nở một nụ cười dùng để thắt eo ta vừa nói vừa biểu diễn quấn roi da quanh eo một vòng mặt hòa thượng khẽ run lên hắn phẳng phất đang nói hóa ra người có loại hà mê này những người xuất gia không nói dối hẳn là hắn nhịn rất vất vả hòa thượng kia ngươi nhìn eo ta làm gì ta không muốn để hắn chê cười ta chừng mắt nhìn hắn một cái. Hòa thượng chưa bỏ qua, hắn lại chỉ vào một cái áo ngắn theo uyên ương hỏi. Cái kia lại là vật gì? Ta nhìn qua theo ánh mắt của hắn. Tác giả trời đánh sao lại còn biết một cái yếm uyên ương màu đỏ thẫm? Mặt già của ta đỏ lên. Đi qua cầm lấy lau nước mũi, hung hăng nói. Khăn gấm lau nước mũi. Hòa thượng rũ mắt, lẩm bầm nói. Khăn gấm này thật độc đáo. Ta, ta nhịn. Trăng treo trên đỉnh đầu Ta vẫn chưa đi Hòa thượng lộ vẻ ai oán Nhưng bởi vì thân phận của ta Hắn cũng không dám nhiều lời Tỷ nữ vào thắp đèn cho ta Nhìn thấy cái yếm uyên ương kia Vành tai đỏ lên vội vã chạy ra Nàng sợ ta bảo nàng ở lại xem đấy à Thí chủ Không đợi hắn nói hết lời Ta đã đánh đòn phủ đầu Chắc đại sư đang đói bụng Bản công chúa tôn sư trọng đạo Ta kêu gã sai vật đưa đồ ăn vào Bây giờ mới đêm đầu tiên Ai bảo hòa thượng ngươi vừa khéo đứng bên cạnh nam chính, vừa nhanh vừa tiện như thế, ta không bắt ngươi thì bắt ai? Hòa thượng nhìn cả bàn đầy áp đồ ăn, vẫn đứng một chỗ cụp mì rũ mắt. Ta bảo hắn ngồi, ở đây cũng không có người thứ ba. Hòa thượng lúc này mới lên tiếng, điện hạ còn chưa động đũa, sao ta dám động đũa trước? Lời của hòa thượng nghe thật khiêm tốn, nhưng giọng điệu thì không khiêm tốn chút nào, nghe giống như là đang đề phòng ta hắn sợ ta bỏ thuốc trong đồ ăn nhưng lúc hắn không chú ý đem hắn xếp hình trong lòng hòa thượng này thật là nhiều khúc mắc ta gấp đồ ăn mỗi dĩa đều thử một miếng không có độc ăn đi trước giờ đều là người khác thử đồ ăn cho ta đây là lần đầu tiên ta thử đồ ăn cho người khác đấy hòa thượng dường như hơi sửng sốt lông mi dài chấp chấp thật là đẹp nhưng hắn chỉ ăn vài miếng món chay ta ăn một lát không hiểu tại sao ngực đột nhiên khó chịu nóng quá hơi nóng tràn ngập đầu ta ta hoa cả mắt túm được một thứ mắt lạnh nhiệt độ như hầm băng nhưng đối với ta lại rất thoải mái ta không kìm được ôm nó thật chặt không biết thứ này có vị như thế nào nhất định giống như bánh lạnh ta há miệng cắn duyệt nữa thì gãy mất rằng cửa ây cha cứng thế giống như cái gối ngọc của ta vậy đồng thời còn có mùi gỗ đàn hương dễ chịu len vào mũi ta trong lúc mê man ta còn nghe thấy tiếng ai đó kêu lên đau đớn điện hạ người có thể bảo người thả bẩn tăng ra ngoài không lúc ta tỉnh lại ở trên giường nhìn thấy hòa thượng ngồi thiền ở trong góc tường ta có chút ái náy ngay sau đó liền cự tuyệt hắn không được hòa thượng bị từ chối dường như rất ủy khuất con người màu đen rũ xuống tiếng tụng kinh trong miệng cũng biến mất đại sư người đang trách ta sao ta nói lời thực lòng nhưng hắn lại cho rằng ta đang khiêu khích hắn hắn cao mày bẩn tăng không dám ta rất muốn nói với hắn ta thật sự không có ý gì cả nhưng mỗi lần hòa thượng kháng cự lại làm ta cảm thấy hắn đang chơi trò lật mềm buộc chặt. Đại sư, ở trong chùa, người thường làm gì vào giờ này? Ta nỗ lực xây dựng một hình tượng bình thường cho hắn xem. Hắn thở dài một hơi, dạy học. Việc này thật dễ dàng, ta thành kính nói. Ta chính là người nghe đại sư rằng, hòa thượng không muốn tiếp xúc với ta, như thể ta là xài lang hổ báo, sẽ cắn hắn mấy cái vậy. Không đủ hai mình người, bần tăng sẽ không bắt đầu giảng. Vì thế cả căn phòng này bị nhét đầy người Thị vệ tỳ nữ Bao gồm tôi tớ quét dọn trong viện Đều ngồi xổm trên mặt đất nhìn nhau Đại sư, người đếm xem Ở đây có hơn 100 người Ta rất thành kính ấy vậy mà hắn còn không tin Hòa thượng tỏ vẻ rất vừa lòng Bắt đầu tụng kinh Tỷ nữ tiểu phương Người đi vào thắp đèm hôm qua lén nút hỏi ta Hiện hạ Tối hôm qua người ngủ thế nào Ta gãi đầu ngáp một cái Cũng không tệ lắm Tiểu phương nở một nụ cười Quả nhiên như thế Điện hạ Đêm nay vẫn tiếp tục sao Nàng giống như làm ảo thuật Móc ra một cái chai Nghiêng đầu nói với ta Nô tỳ sợ hòa thượng kia không được Nên cố ý chuẩn bị Ta kinh hãi Không được Người nghĩ đi đâu thế Ta đang muốn cự tuyệt Một bóng người đã dừng ở trước mặt ta Giặc mặt hòa thượng không thay đổi chút nào Nhưng môi đỏ mọng lại không tự chủ mà run lên Có lẽ trong lòng hắn đang mắng ta là cuồng đồ ta đưa mắt ra hiệu cho tiểu phương thứ này sao có thể nói ngoài sáng thế được có thế nào cũng phải lừa gạt hòa thượng cho qua thôi tiểu phương hiểu ý mỉm cười ánh mắt kia như đang nói yên tâm đi ta hiểu nàng lập tức đứng lên giọng nói không lớn nhưng đủ để ta phá cửa sổ lao ra chị thận hư không đường một viên này còn mạnh hơn sáu viên khác hòa thượng tái mặt ta thì hoàn toàn chết lặng hòa thượng viện cửa muốn đi ra ngoài ta liền kêu thị vệ tiểu thúy của ta khiêng hòa thượng về Bây giờ chạy mất thì phải làm sao? Còn tới 6 ngày 6 đêm lận. Ta tiếp tục trấn an hòa thượng. Viên này chính là viên đường, không tin thì ta nếm thử cho ngươi xem. Tiểu phương còn chưa kịp ngăn cản, ta đã nuốt xuống rồi. Hình như cũng không có cảm giác gì. Đại sư, ngươi xem, ta không hề có ý tưởng không an phận với ngươi. Ta còn chưa dứt lời. Hòa thượng đã kinh ngạc, lùi về sau hai bước niệm a di đà phật. Tiểu phương kêu to. Công chúa, người chảy máu mũi. Ta đưa tay sờ, Vừa đưa đến trước mặt nhìn thì Ây cha xong đời Ta sợ máu mà Lúc ta tỉnh lại đã là trạng vạng Nói đúng ra là đói tỉnh Trước khi té xỉu đến bữa sáng ta còn chưa được ăn Ta hối hận mình không biết cố gắng mà hôn mê Chăng hòa thượng đã chạy mất rồi Ta vừa mở mắt Hòa thượng đã ở ngay trước mặt Hắn đang tụng kinh Ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu lên người hắn Dường như mạ cho hắn một tầng Phật quang Cực kỳ đẹp đẽ phảng phất có thể đạp đất thăng thiên Giọng nói của hòa thượng thần dễ nghe Lông mi của hòa thượng thật dài Mặt của hòa thượng thật tuấn lãng Hòa thượng dường như nhận ra ta đã tỉnh Nhẹ nhàng mở đôi mắt đen lái ra Chậm rãi gọi ta một tiếng Thí chủ Ta lập tức không vui Thí chủ cái gì chứ Nhất định hắn thấy nữ tử nào cũng đều gọi là thí chủ Trong mắt hắn ta và người khác đều giống nhau Ta chính là công chúa đấy Ta hỏi hắn Kinh này của ngươi là niệm cho một mình ta nghe Hay những người khác đều được nghe Hòa thượng hít mắt sau một lúc lâu mới lên tiếng, âm sắc trong trèo như mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn. Điện hạ còn muốn nghe gì nữa không? Hòa thượng này đang lảng tránh câu hỏi của ta, nhưng hắn lại nói, kinh này ta chưa bao giờ tụng cho người khác nghe. Lòng ta vui vẻ, nhưng không thể hiện trên mặt, tránh cho hòa thượng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản công chúa miễn cưỡng để ngươi niệm tiếp vậy. Ba ngày rồi, hòa thượng cũng chưa lên giường ngủ, ta có chút lo lắng hắn không chịu đựng được. Ta gọi tiểu thúy thị vệ cao lớn chính thức của ta tới Khiêng một cái giường cho hòa thượng Tiểu thúy chưa khiêng giường tới Người đã chạy tới trước Hắn không dám vào buồng trong Thần thần bí bí mà nói với ta Điện hạ, hòa thượng người tìm thật là khỏe Người thật tinh mắt Lời này nghe ngon chút kỳ lạ Không phải hắn cho rằng ta làm sập giường đấy chứ Tiểu tử, người nghĩ đi đâu thế Ta chỉ muốn cho hòa thượng nghỉ ngơi Hắn đã không ngủ ba ngày rồi Việc này làm ta rất lo lắng Ta là một nữ phụ độc ác Nhưng cũng là một người có nguyên tắc Nếu để hòa thượng lao lực mà chết ở chỗ này Ta sẽ vô cùng ái náy Tiểu thúy tỏ vẻ căn bản không cần Hắn nhỏ giọng thì thầm Ban đêm điện hạ đừng dày vò hắn Đến hắn nằm yên tĩnh Không phải là được rồi sao Ta tự hỏi một lúc Đúng là có lý Mấy đêm nay hắn đều niệm kinh cho ta Đêm nay ta cho hắn nghỉ ngơi Hơn nữa giường của ta đủ lớn cho hai người nằm Chỉ là không biết hòa thượng có đồng ý hay không Nghe tiếng nói hòa thượng ngước mắt lên nhìn hắn lần chuỗi phật trâu màu nâu hầu kết giật giật nhưng không nói gì Thì màn đêm buông xuống hòa thượng cầm một quyển kinh thư lên chuẩn bị thuyết pháp ta sen ngang bản công chúa lệnh cho ngươi lên giường ngủ cổ tay hòa thượng run lên kinh thư trong tay rơi thẳng vào đầu ta ta muốn tố cáo hắn tội mưu hại công chúa khóe miệng ta cong lên một nụ cười người biết mưu hại công chúa là tội gì không hòa thượng quấn nhiều tầng xiêm y chắp tay trước ngực xin điện hạ nói rõ Hòa thượng thật nhàm chán Nhưng biểu cảm của hắn lại rất thú vị Ta ngoác tay cười với hắn Người lên đây, ta sẽ nói cho ngươi Hòa thượng bị uy danh của ta ép buộc túm chặt Phật Châu và Tăng Y trên người Trong mắt hắn hình như có cái gì đó lóe lên Trong lòng ta cả kinh Không phải là ta dọa hòa thượng khóc rồi chứ Tuy rằng hắn tốt tính lại dễ bắt nạt Nhưng ta đã lập chí về làm người tốt Ta hỏi Hòa thượng, người khóc sao? Vân Tăng không có Kẻ lừa đảo, lời này rõ ràng là đang ủy khuất ta không buông tha hắn xoay người nâng mặt hắn lên cẩn thận nhìn đôi đồng tử kia nhưng ta không nhìn thấy gì khác chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ đó là ta hòa thượng cứng đờ hắn không có phản ứng gì với động tác của ta đôi mắt đẹp kia mở lớn hết cỡ nhưng không có chút phẫn nộ nào nhìn thẳng vào mắt ta ta có chút bối rối ngơ ngẩn lên tiếng hòa thượng người nhìn ta làm gì ta thật đúng là nữ phụ độc ác vừa ăn cướp vừa lá làng mà Đôi mắt của điện hạ thật đẹp Hắn chỉ nhìn mắt Không hề nhìn ta Ta còn vẫn nộ hơn vừa nãy Hòa thượng, vì sao người không nhìn ta Trong mắt điện hạ có người Gió lùa vào từ cửa sổ Làm ánh đèn lay động Là ai Ta gấp gáp hỏi Lòng ta dối bời Tim ta đập thình thịch Như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Hòa thượng rũ mắt xuống nói rất chậm Là ta Lòng ta hoàn toàn rối loạn Hòa thượng vẫn luôn trốn ở góc giường, sợ ta lại chạm vào hắn lần nữa. Ta cũng cần một khoảng thời gian chấn tĩnh, mà ta rất nóng. Ta không muốn để hòa thượng nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nhưng đồng thời lửa giận của ta không nguôi đi được chút nào. Mặn hòa thượng chưa bao giờ đỏ, hắn cũng không chẳng chọc khó ngủ như ta. Thậm chí khi ta sờ hắn, làn da của hắn rất lạnh, không giống ta nôn nóng bốc hỏa, còn chảy cả máu mũi. Huống hồ hòa thượng còn từng nói, hắn sẽ không hoàn tục, ta càng nghĩ càng khổ sở viên cố gắng mà khóc nhưng hòa thượng còn đang nằm ở bên cạnh ta điện hạ người đang buồn sao hắn tựa hồ do dự rất lâu bố nghĩa ta không buồn lại có thể không cần thể diện mà khóc như vậy sao tiếng nghẹn ngào nho nhỏ ban đầu chuyển thành tiếng khóc lớn hơn ta còn không có tiền đồ mà chảy cả nước mũi hòa thượng muốn an ủi ta điện hạ có muốn nghe ta tụng kinh không không nghe đã không thèm quan tâm ta thì mặc kệ ta đi hòa thượng lại nói điện hạ có cần lau nước mũi không ta khóc đến độ quên cả dung nhan bản công chúa lớn như vậy lần đầu tiên động tâm tại sao lại là một tên hòa thượng chứ ta rất khổ sở sớm biết vậy ta đã cướp con chó bên cạnh nam chính đổ hòa thượng thối cho dù mùi đàn hương trên người hắn rất dễ chịu ta vẫn muốn mắng hắn vì hắn không hiểu tâm ý của ta hòa thượng động đậy ta tự dưng lại có chút e lệ ta xem hắn định làm gì ta còn tưởng hắn sẽ tới gần nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên khóe mắt ta hắn lại đưa cho ta một vật điện hạ tự đến đây đi bần tăng với tới không hợp lẽ ta lại đang muốn chửi ầm lên đột nhiên trong tay ta có thêm một vật bằng tơ lụa nhìn kỹ lại thì chính là cái yếm uyên ương màu đỏ thẫm của ta tiếng khóc của ta đình trệ dồn dày hỏi hòa thượng thứ này từ đâu mà tới hòa thượng dường như còn có chút đắc ý bần tăng thấy khăn gấm này có chất liệu thượng thừa bèn giặt sạch sẽ làm khăn dự phòng cho điện hạ hòa thượng người làm tốt lắm Ngủ đến nửa đêm, ta vô thức lăn lộn trên giường, đột nhiên sờ phải một vật dài. Ta bất chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Ta đọc nhiều tập tranh cấm lưu thông trên thị trường như vậy, sao lại không biết đây là vật gì? Ta sờ chúng cấm kỵ của hòa thượng. Hòa thượng cũng tỉnh, hắn còn hoảng sợ hơn cả ta. Mùi hắn run lên, mỗi lần hắn nóng bẩy đều không giống người khác. Người khác mặt đỏ tai hồng, còn hắn thì cắn chặt môi. Đại sư, bạn công chúa. Không đợi ta nói xong, Hòa thượng liền cắt lời ta Điện hạ sợ chúng cái gì Chuyện này ta là một nữ nhi ra Phải nói ra miệng thế nào chứ Ta ngượng ngùng Hòa thượng ta sợ chúng cái đuôi của ngươi Ta hy vọng hắn có thể nghe hiểu ý Trong lời nói của ta Ta đảm bảo chỉ cần hắn đồng ý Ta sẽ chịu trách nhiệm với hắn Hòa thượng không ngủ nữa bò đến mép giường Đến giày cũng không đeo Loạn trạng bỏ chạy Không thể được Ta hô to Tiểu Thúy Tiểu Thúy lập tức dẫn người bao vây căn phòng một con ruồi cũng bay không lọt Ta tỏ vẻ rất vừa lòng Đại sư, nếu hôm nay người dám đi ra ngoài Ta sẽ đem việc này nói cho người trong chùa Tác giả miêu tả ta là nữ phụ độc ác không biết xấu hổ Lần này ta dứt khoát cũng không cần thể diện nữa Dù sao cũng đã không biết xấu hổ nhiều lần như vậy rồi Thêm lần này cũng có sao đâu Hòa thượng tức giận đến run như cầy sấy Môi răng run lên Nhưng không thể làm gì được Nửa đêm sau đó Hắn ngồi ở trên đệm hương bồ tĩnh tâm đà tọa Trên giường chỉ còn lại một mình ta Ta không thích bầu không khí lạnh lẽo như thế này nên lại cầu hòa. Đại sư, ta muốn nghe ngươi tụng kinh. Hắn đột nhiên lại khôi phục nguyên dạng, thận trọng nói. Người không sợ ta. Ta không hiểu ra sao. Sợ hắn. Không phải hắn nên sợ ta sao? Ta đã hiểu. Ta quá xinh đẹp. Hắn sợ hắn không nhịn được mà phá giới. Ta lại tiếp tục bộc lộ tâm ý. Đại sư, ta thân cận với ngươi còn không kịp. Sao có thể sợ ngươi? Nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm với việc sờ soạn... <laughs> Ta cười hai tiếng Vậy chịu trách nhiệm với thân thể ngươi Ta lên đến gặp vụ hoàng thỉnh chỉ Hòa thượng dường như Nhẹ nhàng thở ra Do đó hắn không để ý tới ta Tiếp tục tụng kinh Đã hết bảy ngày bảy đêm Hòa thượng phải đi Ta nhìn hắn lên xe ngựa miễn cưỡng vẫy tay Nước mắt lưng tròng Đại sư không có ta Người cũng nên tụng kinh cho tốt Phải sống thật tốt, tu hành thật tốt Phải tồn tại thật tốt nhé Đại sư, Hắn không nói với ta một lời nào Chỉ để lại chuỗi Phật Châu kia cho ta Quay đầu đi không ngoảnh lại Nhưng xe ngựa mới đi không bao lâu Đã dừng lại ở bên đường Ta mím môi trong lòng cười trộm Chẳng lẽ hòa thượng không muốn đi nữa Muốn quay trở lại Ta không biết xấu hổ mà nghĩ Với mị lực của bản công chúa Sao có thể có chuyện đến nửa câu hòa thượng cũng không nói chứ Nhất định là hắn thần phục Luyến tiếc trước vẻ đẹp của bản công chúa Ta đuổi kịp mới thấy Quả nhiên là ta suy nghĩ quá nhiều là nữ chính đáng ghét kia tìm tới cửa. Con gái của bột dương hầu, Lai An quận chúa Lưu Kỳ Ngọc, ghét cái ác như kẻ thù, một phần ác đó có ta. Tĩnh Khánh Đại Sư, là nàng ta làm khó dễ ngài sao? Lưu Kỳ Ngọc quan tâm hỏi, ta sách váy tiến lên, lửa giận đầy người, giặc mặt đương nhiên không tốt. Hắn thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ta liền hối hận. Dáng vẻ này giống hệt phụ nhân tranh chua la lối khóc lóc, lăn lộn chửi đồng. Hòa thượng vốn không thích ta, như thế càng làm hắn cách ta ngày càng xa. Kể từ sau buổi giảng đó, lần sau quay lại chùa Khai An không thấy bóng dáng của tính khánh sư phụ nữa. Nàng ta cười lạnh, không phải là người giam giữ người, thì còn có thể là gì? Ta nhất thời nghẹn họng. Nàng ta nói xác thật không sai, nhưng ta cũng không thể đấu võ mồm thua. Bàn công chúa vui, ngươi dựa vào cái gì lại quản ta? Ta lại hối hận, điều ngoa tùy hứng đã hoàn toàn được chứng thực. Lần sau ta nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói chuyện, nhất định nhưng ta đã nói sai hai lần ta ủy khuất nhìn về phía hòa thượng sao hắn vẫn không nói lời nào hay là hắn ngại vạch trần chuyện ta làm với hắn là vẫn sự trong sạch của hắn còn nữa tại sao con ả lưu kỳ ngọc kia lại cứ thường xuyên đi tìm hắn vậy hay là hắn cũng thích nữ chính người theo đuổi nữ chính đông đảo không phải hắn cũng là một trong số đó đấy chứ ta càng ủy khuất nhưng không để lộ ra mặt hòa thượng lắc đầu hòa thượng lắc đầu nữ chủ còn muốn ngăn hắn lại Hắn chắp tay trước ngực, gật đầu với hai người bọn ta bảo ý là hắn phải rời đi. Ngày sau nếu có nghi hoặc, có thể đến chùa tìm Vân Tăng. Hòa thượng còn nhìn ta thêm một cái, nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt ta nhìn về phía hắn, thì lại vội vàng né tránh. Chắc hẳn lời này là hắn nói với nữ chính. Hòa thượng đi rồi, Lưu Kỳ Ngọc vẫn không dừng lại. à ta từ trước tới nay luôn tràn đầy năng lượng, giống như mặt trời nhỏ. Nhưng mà bản công chúa cũng không hề kém, à nghi ngờ mà nhìn về phía ta tại sao tĩnh khánh sư phụ lại nói chuyện thay ngươi có phải ngươi dùng chuyện gì đó áp chế đại sư hay không ta khinh thường mà cười lạnh phải thì đã sao sao ả à lại cứ thích xem vào việc người khác như thế chứ hơn nữa ta còn có chút kèn ghét với ả à. ả à biết hòa thượng sớm hơn ta nhiều làm ảnh hưởng người khác tu hành không phải là chuyện tốt ngươi à lại muốn dùng lời hay ý đẹp để khuyên bảo nhưng ta nghe không vào ả à còn chưa nói xong đã có một gã sai vặt hồn hển chạy tới nói là chỗ phát cháo ngoài thành đã dựng xong mọi người đều đang đợi à qua đó ta còn chưa kịp tranh luận lưu kỳ ngọc đã vội vã rời đi ta cũng không để việc này ở trong lòng chỉ vì hòa thượng kia dường như hắn đã mang tin ta đi rồi ngày thứ nhất hòa thượng đi ta nhớ hắn ngày thứ hai hòa thượng đi nhớ hắn ngày thứ ba hòa thượng đi ta rất nhớ hắn ta cầm phật châu tựa như thấy được đôi đồng tử màu đen của hắn hòa rơi cố ý nước chảy vô tình hòa thượng người thật là tàn nhẫn năm nay gặp lũ lụt nam nữ chính ở ngoài thành phát cháo tiến hành đến khi thế ngất trời trong mạch chuyện xưa chuyện nữ phụ ác độc ta đây muốn làm đều là những chuyện vô dụng nhảy nhót giống như một tên hề vừa ngu xuẩn vừa xấu xa còn kéo theo thổ hận ta lập chí phải làm người tốt đương nhiên phải làm không để lại dấu vết ta tìm được chùa khai an mà hòa thượng ở thỉnh trụ trì tới thường nghĩ sẽ quyên gạo cho họ, nhưng đừng nói với bên ngoài là ta quyên. Chùa Khai An cũng đang phát cháo, nhưng quy mô sao có thể so được với ánh hào quang của nam nữ chính. Trong lần phát cháo này, nam nữ chính đã gây dựng được danh tiếng tốt, đặt nền móng ở dân chúng cho tương lai dành thiên hạ. Ta liền phải cạnh tranh với bọn họ, đem thanh danh này cho chùa Khai An. Đương nhiên, tư tâm lớn nhất của ta là hòa thượng. Ta muốn gặp hắn đến phát điên. Chủ trì vốn dĩ muốn cho đệ tử đi gọi hắn, nhưng ta muốn tự đi, tiết kiệm thời gian hắn ấn ná không chịu gặp ta. Cũng phòng ngừa hắn vừa nghe nói là ta thì liền bỏ chạy. Hòa thượng ở chùa này cũng ăn mặc giống hòa thượng ở những chùa khác, cũng trầm lặng như nhau, nhưng ở trong mắt ta, hắn lại tỏa sáng, hắn không giống với tất cả mọi người. Thời điểm ta tìm được hắn, hắn đang giảng Phật Pháp cho vài người, trong đó còn có một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, tình ý trong mắt nàng kia giống y ta lúc trước nàng còn dò hỏi hòa thượng khi nào hoàn tục vậy mà nói chỉ niệm cho một mình ta quả nhiên kẻ lừa đảo này còn giảng cho người khác nữa hơn nữa còn có người mơ ước hắn giống ta hắn cho nàng kia sự ôn nhu mà nửa phần hắn cũng không cho ta ta ghen ghét đến phát điên ta muốn đi tới nói với nàng kia hòa thượng này là ta coi trọng trước nhưng ta lại chạy đi lần đầu tiên ta biết thích một người sẽ biến thành một kẻ nhát gan xa gì thì cùng ta tới đây đuổi theo thí chủ tĩnh khánh sư thúc lại đây Tĩnh Khánh sư thúc? Ai vậy? Ta không nhớ ta có quen hòa thượng nào khác. Nhưng khi hòa thượng xuất hiện trong tầm nhìn của ta, ta liền nhớ lại, Tĩnh Khánh là pháp hiệu của hắn. Hắn cao hơn những hòa thượng khác, dáng thẳng như tùng, cặm đồng tử màu đen kia, dừng ở hai giọt nước mắt chảy trên má ta. Sao điện hạ lại tới đây? Trời đổ mưa phùn lất phất, hắn cầm dù giấy dầu chậm rãi đi từ đầu bên kia con đường đá xanh tới. Ta lấy vật trâu ra, nếu hắn đối với ta vô tình Ta muốn trả lại Phật Châu này cho hắn Chặt đứt niệm tưởng của chính mình Trả cho ngươi Về sau ta sẽ không đến nữa Giọng điệu của ta cứng ngắc Cố gắng che giấu sự hèn nhát của bản thân Ta là một nữ phụ độc ác Là người rất can đảm Sao ta có thể lúng túng được Hòa thượng không nhận chuỗi Phật Châu ta trả cho hắn Mà ngước đôi mắt dịu dàng Làm ta xa vào Bần tăng dự định a à! Còn chưa đợi hắn nói xong Ta đã không kiềm chế được mà hét lên Có rắn ngay ở phía sau hòa thượng Nhất định là trời mưa làm ngập hàng rắn Ta gọi lớn với thị vệ của ta Tiểu thúy, đánh dập đầu của nó cho ta Ta cũng kéo hòa thượng ra phía sau ta Để thể hiện sự dũng cảm khi lâm nguy của ta Và sự quan tâm với hắn Tiểu thúy chạy đến đuổi theo con rắn Con rắn kia vô cùng rào hoạt Nháy mắt đã không thấy đâu nữa Sắc mặt của hòa thượng rất kém Chắc chắn là bị dọa Lúc này ta đành phải ra tay Mang hơi ấm đến cho hắn Ta bảo hắn đừng sợ Ta cũng không hề sợ hãi mà đĩnh đạc nói Bản công chúa không sợ rắn Còn sẽ ăn thịt nó Mặn hòa thượng cứng đờ Ăn như thế nào Đương nhiên là nấu canh, hấp, kho tàu, sao Vân vân mây mây Kỳ thận ta cũng không ăn Chỉ nói vậy để chấn ăn hắn thôi Ta thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi Vội đổi cách khác Bản công chúa có thể diệt toàn bộ rắn cả thành vì ngươi Ta đảm bảo về sau ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy con rắn nào nữa Nhưng hòa thượng lại không cảm động môi hắn bắt đầu rôn rẩy bờ môi đỏ đã tái nhợt hắn nhận phật châu nói về sau ta đừng bao giờ tới chùa tìm hắn nữa ta hoàn toàn thất tình rồi bản công chúa bị một hòa thượng vứt bỏ người mà bản công chúa đã thích ba ngày hắn lại không hề có ý với ta ta trầm mặc 10 ngày thẫn thờ ngây ngốc tiểu thúy rất lo lắng cho ta một đại hán chính thức nói muốn đến chùa trói người đem về cho ta ta không ngăn cản hắn mí mắt cũng chẳng buồn nâng có lẽ trong lòng ta vẫn có mong đợi nhưng ngay sau đó tiểu thúy mang cho ta một tin giữ động trời hòa thượng đã rời khỏi chùa khai an rời khỏi kinh thành vĩnh viễn ta như người bệnh nằm lâu trên giường nay lại hồi quang phản chiếu bật dậy khỏi giường ta đợi ở chùa khai an suốt một ngày một đêm cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào về hắn hòa thượng thật sự đã rời đi hắn đem mọi thứ của hắn đi bao gồm cả tình yêu của ta dành cho hắn nhưng hắn lại không muốn chia nửa phần tình cảm của hắn cho ta cho dù chỉ là một chút. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ta vừa nhờ người đi tìm hòa thượng, đồng thời cố gắng tìm tung tích hòa thượng từ chỗ nữ chính. Không dự kiến đến chuyện phụ thân của nữ chính, bột dương hầu lại bị phụ hoàng gọi vào kinh. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Một khi phụ hoàng dùng thủ đoạn bức bách, thời gian bọn họ phản loạn sẽ càng ngày càng gần. Ta tìm được nữ chính. Nàng ta rất lo lắng, hỏi ta có biện pháp gì có thể ngăn cản thánh chỉ của phụ hoàng không? Nàng ta sốt ruột, Ta còn sốt ruột hơn. Trong sách, nam chính trong cơn thịnh nộ, lúc mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong, đã đánh vào kinh thành vì việc phụ thân của Lưu Kỳ Ngọc bị cầm tù. Hữu kinh vô hiểm, bọn họ thành công. Nhưng ta, ta muốn phụ hoàng sống tốt, cho dù ông ấy chỉ là người bình thường, ta không có danh hiệu công chúa này, ta cũng nguyện ý. Ông ấy không phải là hoàng đế tốt, mê đắm sắc dục, nhưng ông ấy là người cha tốt. Người khắp thiên hạ đều có lý do chỉ trích ông ấy, nhưng ta thì không lưu kỳ ngọc thay đổi giọng điệu nghiêm túc vừa rồi nàng ta khẩn trương nắm chặt tay của ta đường ương chỉ cần ngươi chịu giúp ta có thể nói ra tĩnh khánh sư phụ đang ở đâu xem ra nàng ta thật sự đang rất hoảng loạn ta trần trừ một lúc gật đầu việc này ta biết mình nhất định không làm được nhưng cố hết sức thử một lần vì bọn họ cũng là vì mình lần này phụ hoàng quyết tâm muốn bắt bổn dương hầu để khai đao ông ấy nói ta toàn nói những lời ngốc nghếch bảo ta chờ trong khuê phòng Đến lúc đó ông ấy sẽ chọn cho ta một phò mã nghe lời Ta cứ an tâm mà làm công chúa Ta thấy không thể thuyết phục được ông ấy Chỉ có thể tìm đường sống khác Ít nhất phải giữ được tính mạng Ta tới ngoại ô Muốn mua một viện ở chỗ này Nếu có thể thành công sống sót Nơi này sẽ là trốn đường náu sau này của ta Hơn nữa Lưu Kỳ Ngọc nói Hòa thượng đang ở ngoại ô Nàng còn nói Hòa thượng muốn gặp ta Sở dĩ trốn tránh ta là do có nỗi khổ riêng Ta cảm thấy nàng đang gạt ta và nhiên khi một người suy sụp, lời nói dối nào cũng có thể nói ra được. Nhưng ta cũng bất lực, không làm được chuyện nàng ta nhờ, coi như huề nhau. Ta tìm được nơi Lưu Kỳ Ngọc nói. Đó là một vùng núi hoang, có rất nhiều hang động, nơi rắn và côn trùng thường xuất hiện. Bởi vì có tiểu thúy đi cùng, ta mới không cảm thấy sợ hãi. Nơi này có chỗ nào mà người có thể ở chứ? Nàng ta đang lừa người. Tiểu thúy muốn ăn ủi ta, nhưng nhìn nơi hoang vắng thế này cũng không nói được lời khác. Mũi ta cay cay, nàng ta có thể gạt tiền của ta gạt lời hứa của ta nhưng không thể gạt tình cảm của ta ta tin lời nàng ta nói nói không chừng lúc này nàng ta còn đang thầm cười sự ngốc ngách của ta ta đúng là nhìn nhầm nàng ta rồi á à, tiểu thúy đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi rắn một con rắn rất dài hắn còn không thèm quay đầu nhấc chân lên chạy mất hoàn toàn đã quên phía sau còn có một công chúa là ta ta hoảng loạn nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía đường lớn vốn dĩ lần này ta gạt phụ hoàng bí mật ra khỏi thành tiểu thúy chạy mất bên người ta chẳng còn lấy một ai nhưng một mình ta sao có thể nhanh bằng một con rắn con rắn kia toàn thân đen kịt thân rắn còn to hơn eo ta nhiều mắt của nó cũng sâu không thấy đáy ta sợ tới mức sững sờ tại chỗ cả người ngây dại tay ta nắm chặt hòn đá nếu nó muốn ăn ta ta sẽ cùng nó đồng quy vô tận ta tới để tìm hòa thượng còn chưa tìm được người đã phải mất mạng rồi có điều nó nâng thân rắn lên đứng cách ta hơn ba thước không hề tiến thêm đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt rắn ta phát hiện không hề đáng sợ như trong sách nói thậm chí còn có một cảm giác bình yên kỳ lạ như thể nó quen biết ta muốn đến gần ta ta lùi về phía sau một bước nó liền tiến thêm một bước ta không lùi nó cũng bất động ta hỏi nó người muốn ăn sao ta có thể kêu người đưa tới giọng ta không run Lòng ta bình thản dị thường Ở núi hoang này nhất định có rất ít đồ ăn Ta có chút thương cảm với nó Nó ngẩn người gật đầu Vậy mà nó lại nghe hiểu lời ta nói Nhận định là rắn có linh tính Ta nở một nụ cười với nó Đồng thời xin nó một chuyện Nếu ngươi nhìn thấy một hòa thượng Đôi mắt đen lái đào hoa Ngươi có thể cũng không ăn hắn không Trước khi nó từ chối Ta lập tức thề son sắt đảm bảo với nó Nếu ngươi đồng ý Cứ cách hai ngày ta sẽ tới đưa đồ ăn cho ngươi một lần nó lại gật đầu Thận là một con rắn dễ nói chuyện Tiểu Thúy nhìn thấy ta lông tóc không bị tổn hại trở về thì vô cùng trột dạ Ta cũng rộng lượng không so đò gì với hắn Dù sao ta cũng phải lập trí làm người tốt Ngoài lúc bận chuyện của nữ chính Ta giữ lời cứ cách hai ngày lại chạy ra khỏi thành Con rắn kia dường như thật thành hốc cây của ta Ta ngồi ở trên tảng đá Nó lau giúp ta Kể với nó những chuyện xảy ra mấy ngày nay Nó ở một bên nghe Thỉnh thoảng lại cúi đầu trầm tư Hoặc là lè lưỡi liếm mặt ta Ta nói với nó ta có một bí mật Ta thích hòa thượng kia Nó giật mình Ta lại nói với nó Đáng tiếc hòa thượng không thích ta Còn chán ghét ta Nó lắc lắc đầu Nó liếm lòng bàn tay của ta phảng phất đang nói với ta Ta làm cho người ta thích Con rắn đen này có linh tính hơn cả người Nó biết làm ta vui Ta còn nói với nó Bột dương hầu vẫn bị phụ hoàng giam giữ bồn rừng hầu có không ít thân tín ở trong chiều, rất nhiều người đều có ý tạo phản, ta sợ ngày ấy không lâu nữa sẽ tới, nó ngước mắt lên nhìn ta, vậy mà ta lại thấy được bóng dáng của hòa thượng trong đôi mắt đen lái kia nhất định là do ta quá nhớ hòa thượng, nhìn cái gì cũng giống hắn ngay cả một con rắn cũng nhận lầm thành hắn, nó lúc nào cũng muốn nói lại thôi, nhưng ngôn ngữ của loài rắn ta cũng không nghe hiểu được cho nên cũng không quá để ý hơn nữa hòa thượng cũng chưa từng xuất hiện ở đây Lúc Lưu Kỳ Ngọc nói Ta vẫn còn có một chút mong chờ Đáng tiếc đều là vô ích Mọi chuyện vẫn phát triển đến cục diện bế tắc Ngày Lưu Kỳ Ngọc đến tìm ta Thần thần bí bí muốn mang ta đến một nơi Ta vốn muốn ra khỏi thành đi gặp đại hắc xà Cửa thành lại bị đóng từ sớm Ta nhìn vẻ mặt của nàng ta Lại nghĩ đến những việc xảy ra mấy ngày nay Lầm ngực thắt lại Ta muốn vào cung đi tìm phụ hoàng Dẫn ông ấy rời đi Ngôi vị hoàng đế gì đó đều không quan trọng bằng tính mạng Tiểu thúy không ở bên cạnh ta lông ta muốn chạy lưu kỳ ngọc lại trực tiếp kêu thủ hạ đánh ngất ta ta tỉnh lại thì là đang ở trong xe ngựa lưu kỳ ngọc lãnh đạm nàng nhìn mặt ta chằm chằm nếu không phải có người phó thác ta ta sẽ không cứu ngươi lần này đến cảnh giật ta cũng giấu giếm cảnh giật là tên của nam chính ta không cần ngươi cứu thả ta xuống các ngươi muốn giết phụ hoàng ta ta không nhận ân huệ của ngươi ta biết mình vô lý thiên hạ đã khổ với chính sách tàn bạo này từ lâu rồi nhưng đó là cha ta người cha từ nhỏ đến lớn rất yêu thương ta ta không thể thờ ơ nàng ta dường như không ngờ ta sẽ liều mạng rời đi ta vén rèm xe lên nhảy từ chiếc xe ngựa đang phi nhanh xuống lăn vào trong bụi cỏ ven đường cơn đau nhức dữ dội khắp người khiến ta rơi vài giọt nước mắt nhưng ta không dành quan tâm đến những điều đó ta chống bàn tay chảy ra trên mặt đất đứng dậy chạy đi lòng ta chỉ có một ý niệm cứu phụ hoàng cũng may lưu kỳ ngọc cũng không đuổi theo ta lúc ta tới cửa cung trước mắt đầy hoang tàn nay này đã không còn hoàng cung ngày xưa nữa ta có một lối thoát ta muốn mang phụ hoàng rời đi theo bí đạo viết trong sách lúc này đại thần cũng lần lượt phản chiến hướng về phía chính đạo của nam nữ chính ta quen thuộc với hoàng cung nên tìm được phụ hoàng sớm hơn người khác một bước phụ hoàng già đi hai mươi tuổi tóc mai lấm tấm bạc ông ngồi trên ngôi vị hoàng đế giống như đang chờ đợi cái chết đến ta không mang tất thầy chạy lên cầu ông ấy đi cùng ta không đi sẽ bị nam chính chém bay đầu treo lên tường thành phơi nắng phụ hoàng nói quân chủ chết vì xã tắc mất đi giang sơn chẳng khác gì lấy mạng ông ấy cho nên ông ấy không đi ông ấy còn nói là phụ hoàng có lỗi với ương nhi về sau ương nhi không còn là công chúa nữa rồi thật ra ta không quan tâm đến cái vị trí công chúa gì đó ta chỉ muốn có người thân người yêu bên cạnh nhưng một điều cũng không thực hiện được kết quả ta chỉ có thể giữ được mạng của mình nhưng ta lại không muốn đi nữa một cuộc sống cái gì cũng không có tồn tại thật là buồn tẻ phụ hoàng bảo tiểu thúy mau dẫn ta đi chỉ hoãn nữa thì sẽ không kịp hóa ra cái mận đạo kia là phụ hoàng chuẩn bị cho ta ông ấy đã sớm biết sẽ có hôm nay nhưng mà tại sao tiểu thúy còn tới nhanh hơn cả ta ta chạy đi bí đạo có đầy đủ nước có lương thực giúp ta sống sót nhưng ta lại không có tâm trạng ăn uống nội dung của mấy trang này ta không nhớ rõ lắm nếu trong sách ta đã chạy ra vậy vì sao sẽ vẫn chết lúc ta đang nghỉ hoặc thì chợt có một thanh đại đao Dơ cao lên dưới ánh lửa trên vách tường bóng dáng mơ hồ nhưng ta thấy rất rõ ràng tiểu thúy tiếc nuối nói điện hạ xin lỗi đi theo người ta cũng phải sống những ngày đào vong nhưng nếu lấy được đầu người đi lĩnh thưởng sẽ được ngàn lượng hoàng kim ta không dãy dụa tiểu thúy là thị vệ của ta võ nghệ cao cường ta trốn không thoát được ta nhắm mắt trước khi chết còn có thể đổi cho ngươi chút đồ mạng này đáng giá tiểu thúy do dự Hắn nghẹn ngào, một đại hán chín thước vậy mà lại khóc. Hắn nói, điện hạ, người đối xử với ta rất tốt, nhưng con người đều ích kỷ, người tới địa phủ cũng đừng trách ta. Hắn vẫn hạ quyết tâm tàn nhẫn, đại đào kia sắp rơi xuống. Ta đã sẵn sàng nghênh đón cái chết, Chết có lẽ là giải thoát, ta không trốn được kết cục trong sách. Cuộc đời của nữ phụ ác độc giống như một trò chơi, nhưng ta nghe thấy tiếng đao rơi leng keng trên mặt đất. Ta mở mắt ra, là đại hắc xà Cuối cùng, kẻ cứu giúp ta lại là nó. Ta nói cảm ơn với nó. Vào lúc này, khả năng chịu đựng đau đớn và thể lực của ta đã tới cực hạn, sau niềm vui và nỗi buồn tột độ, ta dần dần mất đi ý thức. Ta được một cô nương nhặt về nhà, cô nương này chính là người ngày ấy hỏi hòa thượng khi nào hoàn tục. Ta cảm kích nàng có ơn thu nhận, nhưng lại không muốn thân cận với nàng. Ta là một con quỷ hẹp hòi, tính cách rất khó chịu, chẳng trách hòa thượng không thích ta. Cô nương cho rằng ta còn đau, nên vội bưng thuốc tới cho ta uống. Ta bưng chén thuốc, không có tiền đồ mà hốc mắt ươn ướt, ta thận trọng hỏi xem có tin tức của Hòa thượng hay không. Ta sợ nàng nói không có, nhưng lại càng sợ rằng nàng sẽ nói có. Cô nương xinh đẹp cười, "Hôm qua ta còn gặp hắn." Ngọn lửa khó khăn lắm mới nhen nhóm của ta lại bị dội tắt kêu xèo xèo. Quả nhiên, Hòa thượng vì trốn ta mới rời đi, nhưng vẫn liên hệ với những người khác, đặc biệt là Liêu Kỳ Ngọc còn gạt ta đến một cơ hội gặp lại hắn cũng không cho ta tay của ta càng đến phát đau dường như không bưng nổi che thuốc này nữa sao ngươi không hỏi ta hắn đang ở đâu cô nương ngước đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp sáng người kia lên trông rất giống lá trúc ta ấp úng tiếp nhận sự trợ giúp của người ta còn có khúc mắc với người ta ta thật là tệ vậy hắn đang ở đâu ta thật là không biết cố gắng quản không được cái miệng này của mình rõ ràng họa thượng chán ghét ta ta còn mỏi mắt trông mong đi tìm người ta, làm người ta bị dọa chạy mất. cô nương cố ý úp úp mờ mờ, không nói rõ với ta. đôi mắt cong thành hình trăng non. ngày mai hắn sẽ tới đây, ngươi tự mình hỏi hắn đi. ngày mai tới đây? không phải hòa thượng đã hoàn tục, còn cùng cô nương này thành thân rồi đấy chứ. lưu kỳ Ngọc gạt ta là vì hòa thượng đã hoàn tục, đã có gia thất. lòng ta quặn thắt, lo sợ bất an hỏi cô nương. hắn biết ta ở chỗ này sao? hắn chán ghét ta như vậy có khi nào sẽ đuổi ta đi không hẳn là sẽ không khi hắn tuyệt giao với ta cũng chưa từng nói nửa lời nặng nề tình nét của hắn quá tốt ta cắn chặt môi dưới ta ở đây thì thế nào dù sao hắn cũng đã có thê tử ta không thể dây dưa nữa cô nương chỉ cười dịu dàng không nói gì nụ cười này giống hệt hòa thượng thực sự có tướng phù thê lòng ta chua xót lúc trước ta là công chúa có thế lực có uy nghiêm hắn không dám thẳng thừng từ chối ta hiện giờ ta hai bàn tay trắng còn bị truy nã hẳn là hắn sẽ trực tiếp bảo ta rời đi tránh ta quấy nhiễu thanh tịnh của hắn so với sự rộng lượng của cô nương kia ta càng có vẻ hẹp hòi ta có lòng kiêu hãnh và phẩm giá của riêng mình ít nhất ta đã từng là công chúa ta vẫn muốn giữ thể diện ở trước mặt người mình thích trong đầu ta hình dung ra dáng vẻ của hòa thượng hiện giờ có lẽ đầu hắn đã bắt đầu mọc tóc nhưng thời gian chưa lâu nên tóc trên đầu hắn chắc chỉ mới lên được một chút giờ vào có lẽ cứng như dâu nam tử Sao ta vẫn nghĩ về hắn, hắn hiện giờ đã là phù quân của người khác. Nửa đêm ta rời khỏi tiểu viện của nữ tử, nhưng ta tạm thời vẫn chưa biết mình phải đi đâu. Trời đất bao la, nhất định sẽ có chỗ cho ta dung thân. Đây là ngoại ô, cách viện tử ta mua không xa lắm, ta vẫn còn ngân lượng, đến lúc đó làm buôn bán nhỏ cũng đủ cho ta trang trải quãng đời còn lại. Phụ hoàng chết, chính xác là kết cục được an bài trong sách, còn kết cục của ta lúc này đã thay đổi ta không nhìn thấy con đường phía trước. Từ nhỏ lúc ta ra ngoài đều có tiểu phương đi cùng, tiểu thúy sẽ lo liệu mọi thứ trên đường đi. Còn hiện giờ, cảnh con người mất, chỉ còn lại một mình ta. Vì ta nhảy xe ngựa nên bị dây sát khắp người, chân còn bị bong gân. Trong lúc sơ ý ta vấp phải cục đá, đến cục đá cũng muốn đối nghịch với ta. Ngay khi ta cho rằng mình sắp tiếp xúc thân mật với đất mẹ, thì có thứ gì đó quấn lấy eo ta. Vẫn là đại hắc xà. Điện hạ, Rắn biết nói, ta ở chung với nó lâu như vậy, chưa bao giờ nghe thấy nó nói chuyện. Hơn nữa giọng nói này còn có chút quen thuộc, giống với giọng của hòa thượng. Phút cuối cùng, ta vẫn bị ảo giác, thật là không cứu được mà. Hắc xà lại mở miệng, ta là tĩnh khánh, ta vẫn luôn gà tiện hạ, là ta có lỗi. Ta ngây ngẩn cả người, sao con rắn này lại còn bắt chước cách nói chuyện của hòa thượng chứ? Ta và nó bốn mắt nhìn nhau. Từ trong đôi mắt màu đen kia ta thấy được khuôn mặt của mình Đôi mắt nó mờ xương Hình như nó đang khóc Người thật là Đại sư Lòng ta dối như tơ vò Cũng không phải là khó tiếp thu sự giao tiếp vượt giống loài này Mà là Tại sao hắn không nói sớm Hắc giả quay đầu đi Từ từ đặt ta xuống đất Chỉ là không nhìn ta nữa Nhưng ta cũng không còn tự tin khí phách hiên ngang như lúc trước Cuối cùng là hắn lên tiếng trước Điện hạ, ta cũng đầu xuống ta đã không còn là công chúa nữa rồi nhưng hắn vẫn tiếp tục gọi ta là điện hạ hắn nói điện hạ vẫn là công chúa của ta ta gào khóc ôm lấy thân rắn sờ lên vẩy của hắn Phụ hoàng của ta đã không còn nữa phủ công chúa của ta cũng không còn ta đã không có nhà nữa rồi hắn dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt rơi xuống của ta ở trước mặt hắn ta giống như một đứa trẻ hắn nói ta mang điện hạ về nhà Điện hạ cần phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói trước đây. Hắn biến thành hình người vẫn thanh tuấn như vậy, cao hơn ta chừng một cái đầu rưỡi. Ta khóc mệt mỏi dựa vào trong lòng hắn, mặc dù không có độ ấm nhưng lại cho ta ấm áp mà không ai có thể cho được. Hóa ra hắn vẫn chưa từng rời đi, vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ta. Ngày ấy hắn cho rằng ta nhìn thấu thân phận của hắn, cố ý nói những lời đó cho hắn nghe, cầu hắn chưa kịp nói ra miệng đó là Bần tăng dự định hoàn tục Nhưng ta căn bản không nghe hắn nói hết Ta cho rằng ta tự mình đa tình Nhưng hắn còn khó chịu hơn cả ta nhiều Khi quay lại Cô nương đợi chúng ta đã lâu Nàng gọi một tiếng lanh lảnh Ca, sao huynh tới sớm vậy Hắn nói, không còn sớm Tới chậm một bước công chúa của ta đã đi rồi Ta vì những lần bổ não của ta trước đây Mà cảm thấy không có chỗ dung thân Bọn họ là huynh muội Vậy mà ta lại âm thầm đau buồn lâu như thế Đêm hôm ta ôm eo hắn cả người hắn cứng đờ không dám thở mạnh hắn ngập ngừng một lúc mới mở miệng ta không có nhiệt độ cơ thể ta nói không sao ban đêm ta không thể khống chế được mình biến trở lại nguyên hình có thể sẽ dọa nàng hắn lo lắng thấp thỏm nói ta lại tiếp tục nói không sao hóa ra không chỉ có mình ta lo lắng mình không hoàn mỹ khuyết điểm bị đối phương vạch trần hắn và ta đều giống nhau ta ôm mặt hắn hôn lên chỉ cần là trang ta đều thích Hình người thích, hình rắn cũng thích. Hắn không nói gì, nhưng ta nghe được tiếng tim hắn đập cực nhanh. Ta cũng vậy. Ngoại chuyện Ta hình như bị người ta bắt cóc. Ta ngồi ở trong xe ngựa, cho đến khi bị một nữ thí chủ đi lên. Ta cần giải thích rõ ràng với nàng. Chúng ta xưa nay không quen biết, nhận định là nàng đã nhận sai người. Ta vừa hé miệng, nàng lại vào ta nhả vật trong miệng ra. Sao nàng biết trong miệng ta có vật châu? Ta dùng Phật Châu này là để ổn định gia tính Ta không nhịn được Phỏng đoán hình rắn của mình đã bại lộ Trong lòng ta sốt ruột vô cùng Nhưng nàng lại không sợ ta Còn nhìn ta cười Lông ta vừa hóa hình hết sức suy yếu đường U Lam Thiền Sư cứu về Khi đó ta mới hóa hình Khó có thể khống chế được hình dạng của mình Đau đớn và chắc trở quấn thân Thánh địa Phật Môn Ta là một yêu quái Sao có thể đi vào nơi thanh tịnh thế này U Lam Thiền Sư lắc đầu phật nói độ chúng sinh vô viên vô lượng không có chúng sinh nào mà không được độ cả từ đây ta cạo đầu quy y phật môn phật tổ từ bi ta cũng là một trong chúng sinh chỉ có phật có thể độ ta nơi thành tịnh không giống với bên ngoài ta ngày ngày trẻ củi gánh nước rất khác với khi ta làm yêu ta dần dần thích ứng với cuộc sống như vậy rất an tĩnh thiền định và tụng kinh làm phong phú nội tâm của ta yêu tính của ta bị áp chế U Lam Thiền Sư đến tìm ta Hỏi ta gần đây tu tập như thế nào Ta còn chưa lên tiếng Người đã lắc đầu Lấy trong lòng ra một vật Thở dài nói Chuỗi Phật Châu này tặng cho con Ta chắp tay trước ngực Đưa hai tay tiếp nhận Ta không khống chế được mà hóa hình Chuỗi hạt này có thể giúp ta tìm lại bản thân Kiểm chế chính mình Người thường sợ rắn Một đứa trẻ rơi xuống nước Ta nóng lòng cứu người Trong lúc xúc động Hoàn toàn không nhận ra giờ phút này mình đang ở hình rắn hay không? Đến khi ta cứu nó ra khỏi dòng nước, điều ta nhìn thấy trong ánh mắt của đứa trẻ không phải là cảm kích mà là sợ hãi đến tột cùng, mặc dù ta cứu nó nhưng nó vẫn sợ ta. Đứa trẻ khóc lớn không ngừng, trong miệng kêu la đòi mẹ, liên tục gào khóc la hét. Nó coi ta là kẻ xấu, hoặc là nói yêu không được con người tiếp nhận. Sau khi ta đặt nó ở trên bờ cũng không nhiều lời, cô đơn rời đi. Ta suy nghĩ, vì sao thế nhân lại sợ rắn? Ta chưa từng làm bất kỳ điều xấu nào Bọn họ lại đem cái xấu đính lên người ta Ta không kể lại việc này với U Lam Thiền Sư Chuyện thế này ta nghĩ Ta có thể ngộ ra từ Phật Pháp Vì thế ta càng khắc khổ Tu tập Phật Pháp hơn Hy vọng sớm ngày đến được Bồ Đề Ta rời chùa giảng Pháp Đang định đi về Thì chợt thấy có người xông tới Ta tránh không kịp Bọn họ trùm bao tải lên đầu ta Ta sợ hiện nguyên hình sẽ quấy nhiễu mọi người đang ngồi ở đó nên định đợi khi vắng người sẽ đính tiếp ta dãy rủa vài cái thấy bọn họ cũng không có hành động làm hại mình nên kệ bọn họ dẫn đi bọn họ đưa ta vào trong một chiếc xe ngựa ta nhìn trang trí lộng lẫy này thẩm niệm tội lỗi từ trước tới nay ta khổ tu phật pháp hiện giờ muốn làm hỏng việc tu hành của ta sao người bước lên là một nữ thí chủ mất ngọc mày ngày ta vừa mới gặp nàng nhưng cũng chỉ gặp mặt có một lần nàng đang muốn làm gì vậy ta có thể nhìn thấu lời nói và việc làm ngạ ngớn của nàng cũng chỉ là lý do thoái thác nàng nói muốn nghe ta dạy học còn nói ta rất thú vị ta cười thầm thú vị đợi đến khi ngươi biết nguyên thân của ta cũng sẽ không nói thú vị mà sẽ chỉ biết sợ hãi nàng lại không nói gì nữa chỉ là dùng nụ cười che giấu nội tâm cho nên đến tột cùng nàng có nhìn thấu hay không mục đích thật sự của nàng là gì từ khi bước vào phủ công chúa ta đã cảm thấy có mấy chục đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ta cúi đầu, đi theo gã sai vặt tới xương phòng. Phủ công chúa đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù ta là yêu, nhưng đạo hạnh còn thấp, ta cũng không muốn đả thương người, càng không muốn để lộ hình rắn ở trước mặt bất kỳ kẻ nào, nên bước đi rất thận trọng. Không ngờ nữ thí chủ này lại theo tới tận xương phòng. Ta nhìn những đồ vật trong phòng này, ánh mắt lóe lên, trông thật là quái dị. Sau khi nữ thí chủ dào bước vào ngạch cửa, thì nhanh chóng đóng cửa lại, khi ta nghe thấy tiếng cánh cửa kia đóng sầm lại thì kinh hoàng Trong phòng chỉ còn hai người chúng ta Cuối cùng nàng muốn làm cái gì chứ Tĩnh tâm 10 năm đột ngột gặp phải chấn động Ngay cả hơi thở của ta cũng hỗn loạn ít nhiều Ta nhìn vào những món đồ kỳ lạ thì thấy quái dị Chỉ vào chiếc áo ngắn màu sáng đặt câu hỏi Thành tù ở vật môn thời gian dài Đã lâu rồi ta không gần gũi với mọi người Đặc biệt là nữ tử Không nghĩ tới Vị thí chủ kia lại đỏ mặt trước Thật thà ta thều tiến lên cầm lấy xì mũi nàng tự hồ có chút ngây thơ có lẽ nàng chưa từng phát hiện đuôi rắn của ta nghĩ tới đây ta nhẹ nhàng thở ra sao vị nữ thí chủ này vẫn chưa rời đi ta nhìn lướt qua mặt nàng trong lòng có chút cáu kỉnh mục đích của nàng là gì xem ra cũng không đơn thuần nàng cắn ta sở thích của con người đa dạng cũng không thiếu người thích canh rắn chẳng lẽ vị nữ thí chủ này để mắt tới thân rắn của ta dụ ta hiện hình sau đó lột ra rút gần ăn luôn ta không thể tiếp tục như thế được Ta phải rời đi Nhưng thị vệ của nàng canh giữ ở ngoài cửa Ta rất khó để rời đi Nữ thí chủ này thật tham lam gian trá Nàng giả vờ ngây thơ để lừa gạt ta Tại sao lại có người thủ đoạn như vậy chứ Nàng tỉnh dậy vẫn làm bộ mơ mịt Ta muốn đi lại bị nàng cự tuyệt Điều ta nói hợp tình hợp lý Nhưng ta không nghĩ nàng lại đáp ứng yêu cầu của ta Nàng giả vờ thành kính Muốn dụ ta mắc mưu Nhưng ta không nghĩ tới Nàng lại có ý kia với ta không phải nàng muốn ăn ta mà là muốn ăn ta. Nàng không biết hình rắn của ta nhưng nàng lại có ý khác. Kinh hoàng thất thố của ta lại tăng vài phần, từ trước tới nay mọi người luôn sợ ta, hiện giờ sao nàng dám đối với ta? Ây câu này ta nói không nên lời. Khoảnh khắc nàng nuốt viên thuốc kia, ta đã tin nàng, nhưng ngay sau đó nàng lại chảy máu mũi. Đây là lại muốn dụ dỗ, dỗ ta. Ta lùi về phía sau hai bước, để phòng ngừa nàng có mưu đồ gây rối. Ta không ngờ nàng lại sợ máu Hôn mê bất tỉnh ngay ở trước mặt ta dáng vẻ ngây thơ của nàng dường như không phải là giả vờ Nàng hỏi ta kinh văn này có thể chỉ niệm cho mình nàng nghe không Ta có chút sững sờ Mấy năm nay chưa bao giờ có ai hỏi ta chuyện này Nhưng nàng dường như rất để ý câu trả lời của ta Ta bị ma sai quỷ khiến trả lời nàng Dường như nhịp tim ta tăng lên Ta nói kinh ta niệm chưa từng giảng tụng cho ai Nàng lại nói muốn ta lên giường nằm nghỉ Nàng sao có thể Sao lại có thể không biết kiêng rè chút nào như vậy Trái tim tĩnh lặng đã lâu của ta đập nhanh Ngay sau đó cự tuyệt nàng Khi nàng nói lời này không có chút đắn đo Ánh mắt trong veo như ăn cơm uống nước Ta một lòng hướng về bồ đề Giờ phút này lại bị lời nàng nói làm cho dối lòng Nàng đột nhiên nâng mặt ta lên Một luồng hơi ấm xâm chiếm cơ thể ta Ta sựng rốt Tay nàng có độ ấm Độ ấm là thứ mà ta không có Nàng nhìn chăm chăm mắt ta cố gắng nhìn thấy gì đó từ chúng. Nhưng ta lại thấy được chính mình ở trong mắt nàng. Rõ ràng là ta, nhưng lại mới mẻ. Đôi mắt nàng trong veo sáng lấp lánh, như người dẫn lối trong đêm tối. Dẫn ta tìm được con đường giải thoát mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Nếu Phật tổ không thể độ ta, ta cầu nàng độ ta. Đồng thời nàng sợ ta, sợ thân rắn của ta, ghét ta giống như mọi người. Nếu ta cầu nàng độ, nàng biết sự thật cũng sẽ không chịu độ. Nửa đêm, Ta nghe thấy nàng khóc thút thít, liền đưa chiếc khăn gấm đã giặt sạch qua. Nàng lập tức ngừng khóc, chắc là ta đã an ủi đúng cách. Ta nhịn không được nhìn nàng, khẩn cầu nàng cứu ta khỏi biển khổ. Nhưng ta lại sợ nàng từ chối. Nàng nói chuyện hành sự gọn gàng dứt khoát, chuyện này cứ để sau đã. Ta sợ nhất là ban đêm, đôi rắn của ta sẽ không tự chủ mà hiện hình. Ta thấy nàng đột nhiên trợn mắt, nhất định là đã phát hiện đôi rắn của ta. Ta chờ tiếng hét của nàng, sự ghét bỏ của nàng, nhưng không có, mà nàng nói sẽ chịu trách nhiệm với ta Lời này có ý gì Tóm lại nàng chưa phát giác hình dáng của ta Những lo lắng của ta cuối cùng được dập tắt Yêu cầu của ta vẫn chưa nói ra miệng Thì đã đến ngày thứ bảy Nàng muốn đưa ta đi Ta muốn ở lại nhưng khó có thể mở miệng Cuối cùng vẫn không nói Ta tặng chuỗi Phật Châu kia cho nàng Khi nói chuyện với Lưu Thí Chủ Ta ám chỉ nếu nàng muốn có thể tới tìm ta Ta đợi nàng ba ngày Ta ghi chép kinh Tụng niệm ở trước Phật nhưng lòng ta đã không có cách nào bình lặng được như trước Ngày thứ tư Ta chờ được nàng Ta thấy bóng dáng nàng vội vàng rời đi Nhanh chóng bùng rù theo sau Rồi lại không muốn để nàng nhìn thấy sự luống cuống của ta Ta bước đi thong thả Nôn nóng, xen lẫn thấp thỏm Nàng vẫn có dáng vẻ ngây thơ như vậy Thế gian này chỉ có nàng khờ dại Chỉ có nàng có thể độ ta Nhưng nàng lại trả lại Phật Châu cho ta Trong lòng ta run lên Phải chăng nàng cảm thấy ta không thích hợp muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta. Ta sợ không bày tỏ tâm ý e rằng sẽ không còn cơ hội nữa, từ chối cũng được, chật vấn cũng được, ta phải thẳng thắn. Nhưng nàng lại nói mình thích ăn rắn, muốn bắt toàn bộ rắn trong thành. Ta lập tức hoảng loạn, nàng quả thực ghét ta như thế, nàng ghét rắn, ta rất khoát nói ra những lời đó. Đã thế rồi ta còn dây dưa sẽ là sai lầm, ta không thể tĩnh tu trước Phật nữa, ta trở về nơi rừng núi, nơi này không có người ta định ở lại hơn trăm năm ngàn năm ta sẽ tự độ hóa mình lưu thí chủ biết tình hình của ta từ chỗ muội muội ta nên việc này làm điều kiện báo cho nàng ta muốn gặp nàng nhưng nàng không muốn thấy ta nàng tới núi hoang ta không muốn quấy dày nhưng ta vẫn khát cầu độ hóa cầu nàng độ ta nàng quả nhiên sợ ta ta nản lòng thoái chí nhưng nàng lại dừng lại nhìn ta ta bốc cháy lên hy vọng nàng nói sẽ đưa thức ăn cho ta còn xin ta đừng ăn hòa thượng Lời này của nàng đến tụt cũng có bao nhiêu thật giả Từ đó về sau Nàng thường tới gặp ta Mới đầu ta cực câu nệ Ta sợ sẽ dọa nàng Về sau ta thử liếm lắp lòng bàn tay nàng Nàng sẽ nhìn vào mắt ta cười tiếng cười trong trẻo Ta lại tiến thêm một bước Dùng lưỡi rắn liếm mặt nàng Khuôn mặt nàng hồng nhuận trắng nõn Không thiếu huyết sắc như ta Nàng còn nói Nàng thích hòa thượng kia Thích là ý gì Có phải nàng đang gợi ý cho ta nhưng ta không dám thực hiện bước kia vì sợ thất bại Nàng thổ lộ tâm sự với ta Ta không được việc khác Nhưng lưu thí chủ còn nợ ta một chuyện Ta muốn giúp nàng Nhưng ta vẫn do dự Nàng có nguyện ý độ ta không Nàng không muốn sống Mà xông vào hoàng cung Cả người đầy thương tích Lúc này ta mới biết nàng cũng có một mặt như vậy Kiên cường lại bốc đồng Ta cứu nàng về nhờ mỗi muội chiếu cố Ta không biết lời nàng nói là thật hay giả Thật khó tìm được một người như vậy trên đời Ta ở thế gian nhiều năm như thế Chỉ gặp được một người như vậy Thường thế nàng chưa lành đã muốn rời đi Ta vừa lo lắng cho vết thương của nàng Vừa tự hỏi liệu có phải nàng rời đi vì ta không Nhưng việc này dù sao cũng phải làm rõ Ta không thể chờ đợi được nữa Nàng sẽ rời đi Sẽ rời đi không chút giò dự Ta vốn tưởng rằng nàng không thể tiếp nhận ta Lại không nghĩ nàng lại chất vấn Vì sao ta không nói sớm Còn nói nàng thích ta Thích tất cả của ta Nàng nguyện độ ta Ta muốn vào đời Nàng độ tha vào đời. Ta cùng nàng đi qua thanh xuân tươi đẹp, bầu bạn với nàng bước qua nửa trăm năm. Ở bên khi nàng có tóc bạc, ta vẫn chưa thực sự tỉnh, vẫn luôn ở trong mộng, sinh tử như bóng đêm, ta chỉ mong giấc mộng này vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, mãi mãi ở lại nơi này.